Lại là một con bọ kẹp kìm vàng nữa nè mọi người ơi. Cho cái video lần trước đó là hụt rằng 10 con và hôm nay tiếp tục bắt tiếp luôn nha. Rất là nhiều bạn bình luận trên kênh của mình và chia sẻ cho mình cái kinh nghiệm, đó chính là đi chậm nhất có thể. Đi chậm là cực kỳ chậm luôn, chậm hết mức luôn. Ok, mong rằng hôm nay là sẽ bắt thành công nha. Trời ơi, bị te le nữa, xém hụt rồi. Thành công nha, thành công nha. Buông vợt nè, đó, được rồi mọi người ơi. Như vậy là đã thành công bắt được cái con bọ kẹp kìm vàng rồi nè. Ấy, như vậy là không phải như cái video lần trước nha. Trời ơi, cái video lần trước là cái phần 1 của cái chiếc video này đó mọi người. Tức là cái video mà bắt full côn trùng đó. Nếu mà bạn nào chưa xem thì có thể xem lại cái video này nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục những cái con mà chưa bắt được ở trong cái video đó nha mọi người. Thì cái video này cũng như là cái video phần cuối cùng của bắt full côn trùng luôn nha. Hôm nay là những cái con nào mà chưa bắt được á, Na sẽ cố gắng bắt hết và chia sẻ hết cho mọi người luôn. Ok, bây giờ á, là Na sẽ đi bắt những cái con mà đang còn thiếu trong bách khoa toàn thư, để cho nó xuất hiện được những cái con. Ui trời, Nana pha kè nha. Ui ghê không mọi người. Trời ơi, để là Nana pha kè nha luôn nha, để cho người ta đừng có nói này nói nọ đó mọi người ơi. Ok, thì ở cái chiếc video này á, là Na sẽ đi bắt làm sao mà cho nó full côn trùng đó mọi người, để cho nó xuất hiện những cái con hiếm phía sau nữa nha. Nếu mà từ điển của chúng ta còn ít quá thì những cái con hiếm phía sau nó rất là khó xuất hiện luôn. Đây là bọ kẹp kìm khổng lồ vương miệng nè mọi người. Con này là Na vẫn còn thiếu nha. Có chữ niêu tức là Na vẫn còn thiếu đó mọi người. Thì Na đang cố bắt những cái con mà Na còn thiếu á trong từ điển côn trùng, để cho những cái con xịn phía sau nó mới xuất hiện được. Mà Na có cái mẹo này nè mọi người. Cái mẹo này là có thể bắt được những cái con vương miệng. Đây, chuồn chuồn ngô hoàng đế vương miệng nè mọi người. Ở cái video lần trước là Na mới giới thiệu cho mọi người là hai loại chuồn chuồn thôi nha. Và nó vẫn còn hai loại chuồn chuồn, thì đây là cái loại chuồn chuồn thứ ba. Trời ơi, thêm một con vương miệng nữa nè mọi người. Trời ơi, kinh khủng không, bắt hai con thôi mà nó lên vương miệng luôn, mà cái con thường là chưa lên luôn nha. Đây lại cào cào vương miệng nè. Thì Na có cách này để bắt được những cái con vương miệng á, mọi người có thể làm theo thử nha. Thì cái cách này Na làm đâu đó là thành công đâu đó là khoảng 80% nha mọi người. Đây là cái từ điển côn trùng nè. Nếu mà trước khi đi bắt á, mọi người hãy mở cái từ điển côn trùng lên, mọi người hãy lướt xem những cái con mà mọi người đang thiếu. Nó ví dụ như là con mũi nhành nhảy là bấm phượng ve đen nè. Rồi ở đây là có cái con chuồn chuồn nữa nè mọi người. Đây là cái con chuồn chuồn thứ tư này nha. Đây là cái con chuồn chuồn kim. Thì bạn heo cơ chính ít á là bạn bắt được, nên mình mượn clip của bạn luôn nha. Mình chưa bắt được cái con này á mọi người. Đây là chuồn chuồn kim nha. Như vậy là đủ 4 con chuồn chuồn nha mọi người. Ở cái video lần trước là Na giới thiệu cho mọi người hai loại chuồn chuồn đó, và hôm nay là hai loại chuồn chuồn nữa. Như vậy là tổng cộng là có 4 loại chuồn chuồn nha mọi người. Ok, thì trước khi đi bắt những cái con vương miệng đó đó, mọi người hãy mở từ điển côn trùng lên, mọi người xem mọi người thiếu cái con gì, mọi người chỉ cần nhắn vào nó thôi rồi mọi người đi bắt. Ví dụ như Na bắt cái con ve đen nè, đó, ve đen vương miệng nha. Cái con này là Na mới mở từ điển cho mọi người coi á, là Na thiếu cái con này. Bây giờ Na sẽ mở lại nè, như vậy là 52/78 rồi đó mọi người. Rồi ok, bây giờ là sẽ còn tiếp tục là cái con mũi nè, nhịnh nhảy nè, bấm phượng nè. Ok, bây giờ Na sẽ đi tiếp tục tìm nha. Để coi coi, ở đây là hình như là nó có mũi nữa mọi người. Rằng mấy cái hồ nước nó hay có mũi lắm. Đây đây đây, ở đây có một con mũi nè. Đó, con mũi nó rất là nhỏ nha, nên là nhìn phải kỹ mới thấy nha mọi người. Đây nè, đó, mũi vương miệng luôn nha mọi người. Rồi ok, tiếp tục mọi người lại mở từ điển côn trùng lên, mọi người kiểm tra tiếp nha. Cứ bắt xong một con là mọi người lại kiểm tra tiếp. Rồi ok, bây giờ là tiếp tục là nhịn nhảy nè, đúng không? Nhịn nhảy vương miệng nè, ấn vào xem thử nha. Rồi ok, đây là bốn phượng vương miệng nè. Rồi bây giờ là tiếp tục là Na sẽ đi bắt hai cái con này nha. Chỉ cần mở ra thôi là đi bắt nó rất là dễ lên vương miệng luôn đó mọi người. Mở ra ấn vào thôi, hoặc là nhiều khi mở ra không à mà đi bắt nó cũng lên nữa. Đây, nhịn nhảy vương miệng nè, mọi người thấy không? Đó, rất là dễ luôn nha. Na làm cách này nó rất là hiệu quả luôn. Ok, bây giờ là 54 rồi nha. Đấy, 54/78 rồi đó. Bây giờ là tiếp tục là bốm phượng vương miệng nè. Đó, ấn vào bốm phượng vương miệng rồi nha. Rồi châu chấu vương miệng nữa nè. Đó, bây giờ ấn trước hai con này nha. Bây giờ gặp con nào bắt con đó. Rồi, đây bốm phượng vương miệng đây, bốm phượng đây nè. Đây. Phải không? Đó, thấy không? Bốm phượng vương miệng luôn nha mọi người. Đấy, cái cách này nó rất là hiệu quả. Na làm thử rồi, nó đâu đó là thành công đâu đó là khoảng 80% trở lên nha mọi người. Đây bây giờ là tiếp tục nha, vẫn mở từ điển côn trùng ra ấn tiếp. Châu chấu vương miệng đúng không? Rồi bây giờ là 55 rồi đúng không? Bây giờ là tiếp tục nha, đi bắt châu chấu. Đây nè, để coi coi lên được vương miệng hay không nha. Lên nào, đó, thấy ghê không mọi người? Đó, cái cách này nó rất là hiệu quả nha, mọi người có thể thử nha. Na đã thử và rất là thành công luôn đó. Ok, nó bây giờ là từ điển của Na là lên được 56/78. Tiếp tục thì vẫn ấn tiếp cái con nào mình còn thiếu thôi mọi người, ấn từ trên dài xuống dưới nha. À mà hồi nãy giờ quên nữa, các bạn nhớ cho Na xin một like với một lượt đăng ký kênh luôn đó nha. Và nhớ bật chuông luôn nha mọi người, bật chuông để khi nào mà Na ra video á là mọi người sẽ nhận được cái thông báo. Rồi vào xem đầu tiên luôn nha mọi người. Ủa cái gì đấy? Trời, gì á, cho anh bỏ rùa hả?
Trời ơi, thập niên bao nhiêu rồi mà còn cho em đổ rùa nữa kìa mọi người. Bỏ tay luôn á. Trời ơi, thứ nhất á là bộ mới người ta nhóc hết trơn mà không cho anh đi cho anh đổ rùa. Mà bây giờ cái cho này nó bị lộ hết rồi mà còn cho anh nữa. Bỏ tay luôn mọi người. Rồi ok, bây giờ là tiếp tục Nai sẽ giới thiệu cho mọi người những cái con côn trùng mà nó chỉ xuất hiện được ở downtown thôi nha. Ui, trời ơi, ôi ngứa quá, con muỗi đáng ghét, bực bội quá. Nghĩ sao mọi người, con muỗi mà mình đang chạy mà nó chích được mình nè. Làm gì có chuyện đó, nhà phát hành họ phải ghi lại. Ui, bạn đã đụng chết con muỗi rồi. Như vậy thì còn được đúng không mọi người? Đây là một con bướm nè mọi người. Và cái loài bướm này nó chỉ xuất hiện được ở downtown thôi nha. Và nó xuất hiện ở trên đường nha mọi người. Ở trên cái đường nhựa đó, ở downtown nha. Vào ban đêm. Đây nè, ngày cây thích hồng. Trời ơi, cái tên rất là lạ lùng luôn nha mọi người. Đây là tên là ngày cây thích hồng đó, ghê không? Đấy, cái loài bướm này nó chỉ xuất hiện được ở cái đường nhựa downtown vào ban đêm. Mọi người đi dọc cái đường nhựa này nha, là mọi người sẽ tìm thấy nó thôi. Ok, bây giờ Na sẽ tiếp tục đi tìm thử coi có con nào nữa hay không nha mọi người. Ở đây có một con nữa nè mọi người. Đấy, nói chung là đi dọc cái đường nhựa mọi người. Đường nhựa downtown là rất là dễ gặp nó luôn. Và cái con này nó chỉ có ở downtown thôi nha. Đâu rồi, đâu rồi, đây, trời ơi là trời, đậu đó không thấy luôn á. Chụp nè, mày hả bử, chạy đâu cho hót. Đó, ngày cây thích hồng nữa nha mọi người. Đấy, đây là cái con này là bắt ở downtown nha. Mọi người nhớ nha, bây giờ là Na sẽ đi tìm tiếp những cái con mà nó chỉ xuất hiện được ở downtown thôi. Ok, ở đây là cái khu này nè mọi người. Cái khu này là cái khu mà chỗ săn bóng chày á. Rất là nhiều bạn tập trung ở đây bắt bọ luôn. Ở đây nó rất là nhiều bọ luôn nha. Đó, bọ kẹp kìm đao vương miện luôn. Nói chung là ở đây rất là nhiều. Mà mình bắt ở đây rất là khó khăn luôn á mọi người. Mỗi lần mình bắt ở đây á, vì rất là nhiều bạn bắt ở đây nên là họ thấy mình á, là dí mình ghê lắm luôn á. Giống như mình đi ăn trộm với đó mọi người. Mọi người coi nè, giống như mình đi ăn trộm rồi bị rượt đánh á, mình phải chạy trốn nè. Mọi người coi nè, đó thấy không, dí tới bến luôn á. Chạy mà giống như chạy như ma đuổi, đúng rồi đó, chạy như ma đuổi luôn đó. Trời ơi trời, mọi người coi kìa, đấy không, đi bắt bọ thôi mà chứ có đi ăn trộm gì đâu mà dí, mà dí tới cùng luôn á. Mọi người thấy không? Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người những cái con bọ còn lại ở downtown nha. Nói chung là ở downtown này nó có tổng cộng đâu đó là khoảng 4 loài nha mọi người. Hồi nãy là đã giới thiệu cho mọi người là cái con bướm ngày cây thích hồng rồi đó. Là bây giờ là nó còn 3 con bọ. Ui trời ơi, em thấy kìa mọi người ơi, một cái loài bọ mà rất là nhiều người trông ngóng luôn đó nha. Một loài bọ xịn. Trời ơi. Ok, bây giờ là đi chậm nhất có thể luôn nha mọi người. Đây là cái con bọ hiếm thứ tư. Ở cái clip trước là Na giới thiệu cho mọi người là 3 con rồi đó. Trời ơi, đi chậm ở đây mà gặp cái chiếc xe của cái thằng áo vàng này mà nó tông tới là thôi là đi bụi luôn đó mọi người. Là mắc con bọ luôn đó. Ok, bây giờ đi chậm nhất có thể nha. Từ từ, chậm nhất có thể, nó không bay đâu mọi người ơi. Rồi, đúng khoảng cách rồi, trời ơi. Cái vụ gì vậy? Ủa, trời ơi, nếu mà đứng ở góc nhìn này mọi người, nhìn ở cái góc nhìn này thì mình bị lệch pha rồi. Ok, đừng có buồn nha mọi người có thể chạy vòng vòng tìm thì mọi người sẽ gặp lại nó thôi. À, đây, đây, đó, nó ở đây rồi mọi người. Đây, 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 cho mọi người xem nó nè, nó ở đây nè, đấy. Nó ở đây không? Là nó bay qua cái cây khác đó mọi người. Nhiều khi mà mọi người hụt nó, mọi người có thể tìm lại ở cái cây khác nha. Mọi người đi xung quanh đó, mọi người tìm thử nha mọi người. Đây, lần này sẽ rút kinh nghiệm nha. Mong rằng lần này là sẽ chính xác thành công 100% nha. Đây nè. Đúng khoảng cách chụp nè. Đó, trời ơi. Ui, trời ơi, bỏ hung Hercules vương miệng mọi người ơi. Ui, vương miệng luôn. Trời ơi, bạn kia đang khoe cho mình con thường kìa. Gặp mình vừa bắt được con vương miệng hết hồn đù luôn. Đó, ghê chưa. Trời ơi, cái con này nó rất là to luôn á mọi người. Rồi nó to hơn cái con bọ kẹp kìm vàng luôn nha. Nó rất là to luôn á. Nhìn nó to và quay phong lẫm liệt ghê sao luôn đó mọi người. Trời ơi, nó có thêm cái vương miện trên đầu nữa kìa. Trời ơi, quá trời ngầu luôn rồi, quá đẹp luôn rồi mọi người. Ôi, đây được xem là cái con bọ đẹp nhất trong 4 loài con hiếm nha mọi người. Ở đây có con bướm nè, để mình lại mình bắt luôn nha. Thì trong 4 con hiếm á mọi người, là có cái con bọ kẹp kìm vàng là ở Campin nè. Cái con bọ cánh cứng là ở Plaza nè. Cái con bướm nữ hoàng là ở Hometown nè. Và cái con bọ Hercules này là ở downtown nha mọi người, là 4 con ở 4 nơi nha. Đó, một cái con ngày cây thích hồng nữa đó, là nó ở ngoài đường lộ đó mọi người. Ok, bây giờ là còn 2 con bọ nữa. Đây là cái con bọ thứ 3 nè mọi người. Đây là cái con thứ 3 ở downtown nha. Hồi nãy là giờ là Na chỉ cho mọi người là 2 con rồi đó. Và đây là cái con thứ 3 nè. Để bắt thử coi nó tên gì nha. Vẫn đi chậm nhất có thể đi mọi người ơi, cho nó chắc. Trời ơi, lắc đứng máy luôn rồi trời ơi. Lắc quá lắc rồi. Đây là có con bọ Metalifer. Đó, Na đọc tiếng Anh ghê không? Chính xác nha mọi người. Na đọc tiếng Anh rất là chuẩn. Trời ơi, đứng máy nữa. Ui, lắc quá lắc luôn rồi.
Đây đây, đó con bọ này cũng rất là đẹp nha mọi người. Nó rất là giống cái con bọ kẹp kìm vàng luôn đó, nhưng mà màu nó hơi khác một chút xíu thôi. Màu nó không có vàng đậm bằng cái con bọ kẹp kìm vàng, nhưng mà nó rất là giống luôn đó, mọi người thấy không? Rồi ok, bây giờ Na đi qua cái con bọ thứ tư nha mọi người. Cái con này á, là Na vẫn chưa bắt được mọi người ơi. Nói chung là mấy con bọ hiếm bây giờ nó cũng rất là khó săn, nên Na mượn cái clip của bạn mèo bé nhất nha. Đây là cái con bọ thứ tư nè, bọ Silomatus đó, Na đọc gì được không? Rồi ok, thì đây là bốn loài côn trùng, nó chỉ xuất hiện được ở Đao Thao thôi nha mọi người. Mọi người thấy không, cái con bọ Hecheolus của mình đó, nó rất là to luôn, nó to gấp 3 lần so với con bọ kẹp kìm vàng. Ôi nó lắc rồi mọi người ơi, nó hơi lắc nha, đó mọi người thấy không, nó to rất là to luôn đó mọi người. Rồi ok, thôi video mình xin dừng ở đây nha, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh cho Na với nha.